Beauty Evil, hiệu trưởng trường đã ôn lại truyền thống vẻ vang của trường trong 20 năm qua. Chúc thầy cùng gia đình các bạn trẻ hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển nhà trường, luôn nhận được sự quan tâm của cấp lãnh đạo, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, sở giáo dục đào tạo Hải Phòng, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Bảo, sự hỗ trợ tích cực của phụ huynh học sinh, thầy và trò trường trung học phổ thông Nguyễn Tuyến đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhân dịp buổi lễ long trọng này, các cấp chính quyền đã có các quyết định khen thưởng tập thể và các cá nhân thầy cô giáo có thành tích tiêu biểu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Kim Hoàng, Chánh văn phòng sở, thường trực thi đua khen thưởng ngành giáo dục đào tạo thành phố Hải Phòng lên công bố các quyết định và tổ chức phần trao thưởng cho tập thể và các cá nhân thầy cô giáo được trường. Xin trân trọng kính mời.
gian vô hạn, được tin này tôi xin cấp được chi nhỏ. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng số 2738 ngày 8/11/2019 quyết định về việc tặng quốc trướng Đoàn Khen. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều 1 tặng quốc trướng của Ủy ban nhân dân thành phố cho trường trung học phổ thông Nguyễn Quyến, sở giáo dục đào tạo với nội dung 20 năm đoàn kết sáng tạo đổi mới và phát triển nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Điều 2 tặng bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 4 cá nhân của trường trung học phổ thông Nguyễn Quyến, sở giáo dục đào tạo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của trường trung học phổ thông Nguyễn Quyến nhân dịp 20 năm thành lập. Điều 3 tiền thưởng theo quy định số 91. Điều 4 tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc cơ sở đơn vị tài chính giáo dục đào tạo kho bạc nhà nước Hải Phòng, trưởng ban thi đua khen thưởng và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1. Điều 2 căn cứ quyết định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, chủ tịch Nguyễn Văn Tùng đã ký. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Trân trọng kính mời các thầy cô, bí thư chi bộ, ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên và đại diện học sinh nhà trường lên vị trí danh dự để đón nhận quốc trướng của Ủy ban nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời các thầy cô và các em học sinh. Đồng chí Lê Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố lên trao quốc trướng cho tập thể nhà trường. Trân trọng kính mời đồng chí. Phó Hiệu trưởng 3 ông Phạm Bá Thịnh, Tổ trưởng chuyên môn 4
bà Nguyễn Thị Nguyên, giáo viên. 5. Bà Đỗ Thị Châu, tổ trưởng chuyên môn. 6. Bà Trần Thị Huế, giáo viên. 7. Bà Lê Thị Nguyên, giáo viên. 8. Bà Nguyễn Thị Quan, tổ trưởng. 9. Bà Nguyễn Thị Lý, tổ phó chuyên môn. Lên được trích danh dự của giáo viên bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng kính mời các thầy cô. Trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Tiến, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, khen trao bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể nhà trường và cá nhân các thầy giáo, cô giáo. Trân trọng kính mời. Thank you.